Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại channel của mẹ Peo. Ngày hôm nay thì mình phát hiện ra một cái map của bạn. Bạn này hình như là cái bạn mà hôm trước mình chơi cái map tập gym thì phải bạn ạ. Map thì có tên là chi 100 triệu đô la. Hình như chúng ta phải thử thách tiêu hết 100 triệu đô la hay sao bạn ạ? Ôi, ảo thế nhở. 100 triệu đô. Khoan, ở đây ghi là chi 100 triệu đô la, ở dưới lại dịch là chi 100 triệu nhân dân tệ, xong ở dưới thêm 30 tỷ nhân dân tệ. Ủa thế tóm lại là tôi phải tiêu bao nhiêu tiền? Ủa tôi thấy hơi hoang mang bạn ạ. Mỗi một dòng là một kiểu khác nhau bạn ơi. Mình không nhầm thì đúng rồi, cái ông này là cái ông mà hôm trước mình chơi cái map tập gym bạn ạ. Thì ra rồi bạn ơi, ID là 23181010181 bạn nhá. Ok thì ngày hôm nay chúng ta cùng chơi thử cái map chi 100 triệu đô la này. Nghe qua tôi cũng không tò mò, không biết là chơi như nào bạn ạ. Ảnh bìa cũng khá là thú vị. Thì để coi thử xem cái map 100 triệu đô la của bạn là người Trung Quốc này chơi nó có gì hay không bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký chuyên kế của mẹ bạn nhá. Rồi, thử thách tiêu hết 100 triệu đô la trong một ngày trong video bạn ạ. Ai chả chả, ui, bạn là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia đình thứ hai. Ủa thế gia đình thứ nhất của tôi là ai? Tại sao phải là gia đình thứ hai mà không phải là gia đình thứ nhất? Ôi, chẳng nghe tôi có tận mấy gia đình liền à? Tôi có gia đình thứ nhất, gia đình thứ hai, gia đình thứ ba cơ à? Ảo thế nhỉ? Thôi kệ đi. Tóm lại tôi là một người thừa kế của một cái gia đình này có vẻ khá là giàu các bạn ạ. Bây giờ gia đình bạn đã cho bạn một bài kiểm tra. Yêu cầu bạn phải tiêu hết 100 triệu nhân dân tệ. Thì tóm lại là 100 triệu nhân dân tệ hay là 100 triệu đô à? Tức là khi mà chúng ta tiêu hết 100 triệu đô trong một ngày này thì sau khi hoàn thành bài kiểm tra có thể nhận được 30 tỷ à. Tức là bây giờ làm sao để tiêu hết 100 triệu trong vòng một ngày? Nếu mà tiêu được thì sẽ nhận được 30 tỷ. Ây chà chà, ok bạn ơi. Đơn giản mà. Bạn chuyển 10 triệu tài sản. Bạn tiêu thụ 10 triệu tài sản là sao? Về rút tiền này. Bởi thẻ bom, ok, siêu xe này. Ok, bởi nó chưa biết là chơi như nào bởi nè. Nhấp vào đây để quên góp 5 triệu à? Chúng ta phải làm mọi cách để tiêu hết 100 triệu bởi nè. Ôi chà, căng đấy nhở. Thiếu niềm xấu. Cướp tiền nó đi. Tiền này, cướp tiền nó đi. Đó, đấy đó. Cái để tiêu 100 triệu đó, mày cướp tao đi. Đấy, cướp tiền tao đi. Đó. Này, tao có 100 triệu này, cướp đi. Nó không cướp à, sao đánh mình lấy. Alo, ok, tiền này, này cầm đi. Tiền về. Ơ chết, tôi vứt tôi không lấy bạn ạ. Ok à. Rồi, xong rồi, nó không lấy tiền thế đấy mình bạn ạ. Ok. Trẻ trâu này không thích có tiền, chắc có khi nhiều khi đôi khi thanh niên sống ở nhà cũng có điều kiện, nhà cũng giàu bởi đó cho nên không thích tiền. Bây giờ làm sao để tiêu hết 100 triệu một ngày bạn ạ? Chủ cửa hàng đồ chơi à? Bán mấy cái này mua có một đô này thì mua khi nào mới xong không được. Tôi cần một cách nào đấy có thể tiêu tiền nhanh hơn bạn ạ. Bên này bán đồ ăn à? Bán đồ ăn thì mấy cái này cũng chỉ là 2 đô bạn ơi. Tôi cần mua được cái gì đấy nó phải tốn tiền hơn bạn ạ. Xem là cái gì anh? Cái cửa hàng tiện lợi mấy cái này không thua. Mình coi xem nào. Còn sao để tiêu hết ta? Nhà từ thêm chà chà. Biết vào để quên góp 5 triệu. Ui, mỗi lần chỉ quên góp được có 5 triệu bạn ạ. Ai chà chà. Mỗi lần chỉ quên góp được có 5 triệu thôi. Đây một tờ là 10.000 đô, ở đây 99 tờ tức là 990.000 đô bạn ạ. Ok. Tiêu để bây giờ làm giám đốc thì cũng không tiêu được nhiều tiền. Làm nữ thần otaku cũng không thể nào tiêu được tiền cả. Bây giờ CM tổng thống thì cũng chẳng liên quan, tổng thống mà làm về chính trị cũng không liên quan gì. Ôi, nhà đầu tư. Ôi. Giờ không mở khóa kìa. Mình muốn làm nhà đầu tư mình phải đi đầu tư vào dự án lắp đặt tham máy à? Đâu. Dự án lắp đặt tham máy dự án nào ấy? Đúng rồi, mình sẽ cầm tiền đi đầu tư mà đó. Đúng rồi. Đây. Dự án tham bấy này à, nhân viên đầu tư có nên đầu tư 5 triệu vào các sản phẩm tài chính không? Có chứ, đầu tư khoan nào. Bây giờ nữa mình đầu tư xong rồi ngày mai mình có lời mình gấp đôi chứ này sao ta, làm sao mình tiêu hết được điểm ở ha không thì mà có lời nhưng mà mình không đem bán thì cũng thế mà đúng không nhỉ? Ha không, nhưng mà mình đầu tư thì nó vẫn tính là tài sản của mình mà đúng không?
Ví dụ như mình mua 5 triệu cổ phiếu, mình mua 5 triệu đô tiền cổ phiếu đi, đúng không? Thì tức là mình vẫn có 5 triệu đô mà, đúng không? Chứ nó vẫn tính là tài sản của mình mà ta. Chứ nó đâu tính là mình đã tiêu mất 5 triệu rồi, đúng không nhỉ? Đúng không? Tôi không biết được lắm, tôi kệ đi bạn ơi. Hiện tại mình không đầu tư đâu bạn ạ. Hiện tại mình đã đầu tư rồi này. Gì ấy? Bây giờ nhưng mà mình vẫn chưa tiêu hết, bạn ạ. Mình cũng còn tận 88 triệu đô cơ bạn ơi. Ôi giả, làm sao mình để tiêu hết 100 triệu đô bây giờ? Khiếp thật, đúng là không có gì bán nhiều thứ quá bạn ạ. Ông chủ một công ty bảo mật mua điện thoại à? Nghe là hợp lý nè. Ui, bà chỉ mua một lần bạn ơi. Điện thoại triệu hồi gì ấy? Triệu hồi an ninh à? Thuê vệ sĩ, cũng đúng bạn ạ. Hợp lý nè. Chúng ta có thể thuê vệ sĩ bạn ạ. Thuê vệ sĩ cho mình. Đi theo tội gá. Vệ sĩ gì mà không đi theo mình về mã lộ? Có thuyết hồn. Gọi theo mấy ông vệ sĩ cho mình bạn ạ. Để con thế nào, có cái nào có thể giúp chúng ta tiêu nhiều tiền hơn thú cưng mà. Để mua thú cưng này mình thì cũng không thua bạn ạ. Mua thú cưng này có làm sao mà tiêu hết được 100 triệu được. Bán đồ kim cương à? Được bạn ạ, được đấy. Mua mà cái này được bạn ạ. Tôi thấy cũng hợp lý bạn ơi. Mua mà cái này có vẻ ngon đấy. Ba lô, ôi quần giáp ngực Trung Hoa này. Mấy cái giáp này chắc đâu xịn bằng kim cương bạn ạ, đúng không? Chắc là kim cương xịn hơn bạn ạ. Mua kiếm kim cương để phòng thân nữa, đúng rồi, rút thêm tiền đi. Được đấy, mua mà cái này tốn cũng tốn kém bạn ạ, được đấy nhờ. Thế hợp lý bạn ơi, hợp lý đấy. Ôi sao bấm mà khó mua vậy? Ok bạn ơi, rồi. Mặc giáp ba lô tên lửa để sao bạn ơi? Đấy, trong chiến lệnh bạn ạ. Vẫn còn 82 triệu cơ bạn ạ. Vẫn còn 82 triệu là sao mua siêu xe nhờ? Tôi cũng muốn mua siêu xe bạn ạ, không biết mua của gì đây. Ê chà chà, vẫn còn 82 triệu ở đây bên này từ. Bên này một cái chung cư này. Tôi có thể mua cả toàn nhà là không tâm bạn ơi. Thẻ VIP của khách sạn. Nhờ. Chắc là tôi mua thẻ VIP khách sạn. Ok. Sao? Tức là phải chi tiêu đủ 100 triệu mới được vào đây à? Ôi, còn thế các bạn ơi. Chầm chà. Còn thêm cái gì ấy? Bên này hồ nước. Hồ nước không biết là điểm gì bạn ạ. Có điểm bắc cua hay gì này. Mà vệ sĩ đâu rồi? Ủa cái ông vệ sĩ mình thuê đâu ta? Kìa. Hình như vệ sĩ này thuê theo giờ bạn ạ. Hết giờ đi về, sao bạn ơi ảo vậy? Ôi, cái quả vệ sĩ này hơi bị vi diệu bạn ạ. Chắc là hết giờ đi về bạn ơi. Ôi là sao mà tiêu hết 82 triệu bây giờ? Ê chà chà, bây giờ tiêu tiền cũng khó bạn ạ, đi đâu đây? Đến đấu trường trên không. Cái gì mà đánh bại đối thủ mà gì đấy? Tôi cần tiêu tiền mà, tôi cần đánh bại đâu. Ủa? Tôi cần mình cứ đánh bại bạn ơi. Ôi, đối thủ bệnh quá, bệnh quá bạn ơi. Vệ sĩ, cứu ta. Đúng rồi. Vệ sĩ cứu ta. Đúng rồi, mình có vệ sĩ mà lo gì mà xe máu đây. Thế à? Cứu ta vệ sĩ ơi, chết rồi bạn ơi. Hình như đánh bại mấy con này mới tiêu hết được tiền bạn ạ. Chúa ơi, mua là sao tiêu hết tiền rồi. Ha, bây giờ chắc đúng là chỉ có mỗi cách là quyền chủ nhà cái gì đấy. Có thể rút thẳng 10 triệu tài sản cơ à? Sao? Không dùng được bạn ạ. Không dùng được đâu. Ủa? Không xài được bạn ơi. Bấm chuột phải không được bạn ạ. Ok, mà tôi không cần thêm tiền nha. Tôi đang cần mình đang cần tiêu tiền bạn ạ. Từ đây mình có mua đoán ăn đúng rồi. Bây giờ mình cần mua bánh mì ở thứ để chuẩn bị đánh con bốt bạn ạ. Chắc là phải không biết đánh bốt được gì không bạn ơi. Mình coi xem nào, ở đây là có bánh mì này. Mua một cái à? Mua được một cái bạn ạ. Chờ chả không ăn thua nhở. Mua được một cái để gà này ăn được rồi, mua này được rồi. Mua bánh mì tiếp này, mua gà bạn ơi. Ê chà chà, không ăn thua lắm bạn ơi. Đâu rồi ta? Ok. Hamburger này. Gà cái xô gà đâu ta? Ở đây. Ok bạn ơi.
chắc là tạm thời thế này bạn ạ. Bây giờ thì nhá, bây giờ mình cần mua thêm vệ sinh bẩn luôn, mình cần chuẩn bị sẵn, mua thật là nhiều vệ sinh bẩn ơi, đúng rồi, chuẩn bị sẵn bạn ạ. Rồi nơi cái đêm một cái phòng mà thuê vệ sĩ đâu ta, bây giờ mới đầu tư đúng không nhở, bây giờ đầu tư đúng không ta. Ơ sao mình lại có thêm tiền kìa, mình lấy 82 triệu sao bây giờ lên 84 triệu rồi. Ơ kìa, tôi chết tôi rồi. Hình như là cái tài sản đầu tư của tôi nó sinh lời hay sao bạn ạ. Sao tôi nhầm, tự nhiên là giàu vậy. Alo, ok á. Cái này mà đâu rút tiền ở đâu, tôi chết tôi bạn ạ. Sản phẩm quản lý tài sản ngân hàng kiếm được 3 triệu, tôi chết rồi rồi. Không tiêu được tiền mà còn thêm tiền bên này thì chết tôi bạn ạ. Đang cần tiêu tiền mà, đấy chú. Đúng là mua tài sản là chỉ có đầu tư, chỉ có thêm tiền mà ăn thiếu chuyện mà mất tiền được. Chết tôi bạn ơi. Bắt nạt chém em này, tự thưởng tiền. Ok. Ôi làm bao gì này. À bồi thường thiệt hại. À mình cứ tưởng là thưởng tiền khi đánh bại với ông này. May quá, hóa ra bồi thường thiệt hại. Ok ok, để mình đi xem có bot nào. Đánh bại bot chùm xem có được cái gì không bạn ơi. À, mình đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều đồ đáng bạn ạ. Đấy, rất là nhiều đồ luôn. Đó. Đâu rồi, bot đâu rồi, bot đâu rồi. Dăm ba con bot, ok, tăng thể lực, ok, chỉ tăng thể lực các bạn ơi. Không có tác dụng gì cả. Bảy, ấy. Từ ba, từ em mình cứ chạy ra bạn ơi, ừ. Đánh con đi. Bảy này, đúng rồi, đánh con đi. Ừ. Mày đông, ừ, mày đuổi đi. Anh nó, đánh chúng nó. Kiểm đánh nó đi, vệ sĩ của tôi. Tất cả vệ sĩ. Đánh nó. Châu thêm. Ôi thôi, bình tĩnh nào. Ừ, mày này. Ơ kìa. Nó không được gì vậy. Ủa sao đánh bại nó mà không được gì vậy ơi. Ôi vệ sĩ thuê theo giờ thằng bạn lại. Hết giờ đi về bạn ơi. Ơ mà sao đánh bại chú ơi mà không được gì vậy. Tôi chết tôi tưởng đánh bại được trừ tiền hay phải đền bù tiền thì chứ. Ôi thế này làm sao mà tiêu hết được bạn ơi. Làm sao bạn ơi. Sao mà tiêu hết 100 triệu mà bạn ơi. Ôi dồi ôi. Gì đấy. Lãnh thổ của thần giàu có. Tôi lại cho thêm tiền làm gì? Ôi giời ơi, cho thêm tiền bạn ạ. À. Một đống tiền rồi bạn ơi, ôi ôi nè. Chồng mình cho thêm một đống tiền bên này đâu cần đâu bạn ơi. Trời ơi. Đang cần tiêu tiền, thần mới cho thêm tiền bên này thì chết con rồi. Hỏng bạn ơi, hỏng rồi. Mới trở thành thần giàu có rồi ôi. Ôi mà chính ra mà tôi thành thần giàu có rồi, tôi có thể tự làm ra tiền rồi thì... Ừ ha, thì mình cũng đâu cần 30 tỷ đâu ta đúng không? Ừ ha. Ừ đúng. Nghe nó cũng hợp lý bên ạ. À. Thế thì mình cũng đâu cần đâu ta. Phân phối tiền cho tất cả mọi người mới gì chết thôi. Đâu cần thêm tiền ở bên đó. Trời ơi. Thì đâu cần thêm tiền ở đâu. Ừ đúng mà chính ra là mình có thể... Ừ đúng. Nhưng cũng hợp lý nhở. Chính ra là mình bây giờ mình thành thần giàu có rồi. Mình đâu cần lấy cái tài sản thừa kế 30 tỷ đâu ra đúng không? Mình là thành thần thôi mà. Sao không vào nhở? Sao để có thể biết được? Chi 100 triệu, sao để chi 100 triệu? Ô. Chắc là mình sẽ mua thử một cái thẻ VIP bận nhất. Tôi đầu tư thử một xu không nào? Để tôi test thử cái thẻ VIP này xem như nào bận ạ. Em mình có thẻ VIP bận ơi. Đây. Một đống tiền này tôi kệ đi. Ờ xem nào. Đây có thẻ VIP đấy. Có thẻ VIP ở đây. Ờ sao nữa. Ờ thế thôi à. Thang máy. Tầm 2. Wow. Ơ rồi sao nữa. Nhưng mà làm sao để tiêu hết tiền vậy. Nghệ sĩ tiêu tiền nữa chứ. Trời ơi. Nhưng mà tôi mới cần tiêu hết tiền mà.
Tầm 3. Tầm 4. Bể bơi. U chầm. Tầm 5. Ôi, tầm 5 thì nhầm tiền vậy bạn ơi. Ấy, này, tôi thêm tiền mà. Tưởng gì tiền với không thiếu bạn ơi. Này, tiền này. Ôi dồi ôi, tiền thì tôi thiếu cái gì? Này, tôi đâu có thiếu tiền đâu. Này, tiền này, tiền đó, tiền đó. Trời ơi. Bây giờ sao mà tiêu hết được tiền bận à? Ai chà chà. Mà làm sao để mua ở siêu xe ta? Bây giờ mà bảo tiêu hết được tiền với chừng cũng khó bận ạ. Mua mấy cái này quân thua rồi. Mua siêu xe bây giờ đầu tư cũng không đầu tư được bận ạ. Không mua thêm gì nữa. Ôi trời ơi, lại tăng thêm 3 triệu bạn ơi. Xong rồi rồi. Ôi trời ơi. Tiền nó còn tăng lên chứ không giảm đi bạn ạ. Ai chả chả đúng là khó thật. Đúng là không dễ gì bạn ơi. Quyên góp thêm không? Ừ, ơi, quyên góp thêm ở đấy. Quyên góp thêm bạn ơi. Mẹ béo đi quyên góp thêm cũng không thể nào tiêu hết được bạn ạ. Ui, bạn đã biết cách để tiêu hết được 100 triệu trong mini world không? Mình bó tay rồi. Không thể nào tiêu hết được 100 triệu trong mini world bạn ạ. Anh em biết cách tiêu hết 100 triệu mini world, đừng quên để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.